Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Và hôm nay mình sẽ review sơ qua các chức năng của chiếc Nokia N81. Đây là phiên bản 8GB nha các bạn. Rồi, ở cạnh phải của chiếc điện thoại này thì có hai nút tăng giảm âm lượng. Còn đây là loa ngoài. Đây là nút chụp hình nha các bạn. Còn bên cạnh trái thì cũng có một cái loa ngoài luôn. Có nghĩa là chiếc điện thoại này có hai loa hai bên. Ở phía trên thì có nút nguồn nè, jack tai nghe 3.5, khóa màn hình, gạt qua là khóa. Phía dưới thì có một cổng sạc nè, chân kim nè. Đây là cổng truyền dữ liệu nè. Còn đây thì chắc là micro rồi. Phía sau của máy thì có một cái camera, độ phân giải là 20 megapixel và một cái đèn flash. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mở nắp lưng ra để xem một xíu là cái pin pin của em nó như thế nào. Em nó dùng pin pin 6M nha các bạn. Đây, Nokia N81. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mở nguồn máy lên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi sơ qua một vài chức năng trên chiếc điện thoại N81 rồi nha các bạn. Đây, mình vào từng mục xem cái giao diện nó như thế nào nha. Đây, danh bạ đây. Tin nhắn. Ok. Mấy cái phần này nó Nokia đa số nó giống nhau các bạn ạ. Map là phải có internet mới vào được. Music. Để mình xem cái giao diện phần mềm nghe nhạc của cái này như thế nào. 160 bài hát. Loa của cái này chắc nó to lắm mà mình không dám mở các bạn ơi. Để YouTube nó bắt bản quyền mệt luôn á. Loa của con này rất là to các bạn, nghe rất hay luôn. Nó có hai loa mà mình phải tắt tiếng đi bởi vì YouTube nó bắt bản quyền nhạc rồi mình sập kênh luôn các bạn ơi. Rồi, thư viện. Ok, camera này để lát nữa mình test nha. Máy này có cài sẵn phần mềm mà chơi game của Nokia N-Gay nè. Cài đặt. Con này có Bluetooth và Wi-Fi nha các bạn. Có Wi-Fi. Rồi. Để mình xem coi là độ sáng màn hình. Mình sẽ cho sáng hết cỡ lên. Rồi. Ok. Ứng dụng. Bây giờ mình sẽ test thử cái camera của cây N81 rồi xem nó chụp hình có đẹp không nha các bạn. Độ phân giải của nó là 20 megapixel á. Rồi. Bây giờ mình sẽ chụp bằng cái nút này nha. Ok. Các bạn thấy sao? Được không? Nhìn được không? Đó, mình zoom lên nè. Nói chung mấy cây này chụp chơi chơi thôi các bạn ơi. Nhìn cũng được, chứ không có đẹp lắm đâu. Ok, như những clip trước thì mình sẽ chơi thử một vài tựa game trên chiếc điện thoại này nha các bạn. Để xem Skyfox đi. Mình cũng thích tựa game này. Để xem nó chơi có mượt không nha. Load game rất nhanh luôn.
Loa con này rất to luôn các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chơi thêm một tựa game nữa rồi mình kết thúc clip nha. Các bạn thấy bình đá sao? Hay không? Vừa vào game mà đã thắng rồi. Quá hay chứ còn gì nữa. Nè nhìn nè. Thấy không? Đó. Thêm trái nữa nha. Thêm một trái nữa cho nó thua. Tâm phục khẩu phục. Úi. Nè. Lấy. Chị. Chụp lại. Đá lên. Lão chuyền quá, sút, trời ơi, trời, rồi được quá, chuyền, bắt, trời chạy đi. Phím này đá cũng khó lắm chứ đâu có đơn giản. Bắt bài nó. Hả? À. Trời. Bên anh tì mới ghê chứ. Hay. Láo nè. Gà. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Rồi ok. Vậy là mình đã đi sơ qua một vài chức năng của cây Nokia N81 rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye, see you again.